Hello mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay là nhờ ăn là có đức hay sao? Quá nhân ưu đãi kẻ khụ khờ. Thì mới 11 giờ đêm là mình đã có cái mắt trống rồi mọi người á. Giờ này còn sớm quá, chả biết làm gì. Thì mình cứ bình thường là mình cứ đi vật côn trùng, sau đó rồi mình sẽ đi nhặt thẻ. Cái khi mà qua 10 phút cái mình lại thành tạm quay lại cái map đó, mình nhặt lần xong mình đi nha mọi người nha. Chứ mình không ở trong cái map. Tại thứ nhất là căn bản là mình sợ ma. Cái thứ hai là ở một hồi là mình sẽ bị tự kỷ. Thì hôm nay này mình sẽ nói về quá trình và cách thức mình đi thu thập cái thẻ trong map trống như thế này là sao mọi người nhé. Chứ mình không ở gì trong cái map đâu mọi người nha. Mình đi á, giáp vòng xong cái là mình cắm mặt phụ set lớp của mình vào đấy, là mình cứ đi ra khỏi map mình chơi thôi, chứ mình không ở lì trong cái map. Thì là quá trình mình cứ đi di chuyển trong map và thu thập thẻ thôi. Sẵn đây mình sẽ kể chuyện câu chuyện mình đi thu thập thẻ và cho map như thế nào. Và đồng thời mình cũng rất cảm gửi lời cảm ơn tới những bạn đã động viên an ủi mình, ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Thì những comment của các bạn sẽ là nguồn động lực để mình phát triển kênh hơn và làm những nội dung theo mọi người yêu cầu một cách chi tiết nhất. Thì Sát rất cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của mọi người đối với kênh của Sát. Thì nói chung là Sát cũng biết một điều là cái kênh mình tạo ra không giống như những cái kênh khác, không giống như cái thể loại mà mọi người ơi, đây nè, cách này hay lắm nè mọi người ơi, cái này ngon lắm nè mọi người ơi. Mà thật sự có ngon, có cái quần què, Sát chỉ cho mọi người. Sát để mình ăn ngon sướng vậy. Đôi khi thuốc đắng giả tạc sự thật mất lòng, nói ra chắc cũng nhiều người mất lòng lắm, nhưng mà không sao đó. Thì sự thật nó là sự thật đó mọi người không. Thì nếu mọi người thật sự yêu thích Sát, quan tâm tới kênh Sát thì đặt những câu hỏi gì đó. Tại căn bản là Sát không ngại cái vấn đề mày phải chia sẻ đâu. Sát chỉ cần cái lý do thôi, có thằng hỏi là Sát sẽ trả lời. Mà thật sự thì có nhiều cái vấn đề không cần mọi người phải hỏi đâu, thì Sát cũng sẽ làm clip video lên video để trả lời, giải thích cái vấn đề đó là như thế nào. Tại căn bản những cái vấn đề đó thực sự là Sát cũng nhìn thấy ngứa mắt. Sự thật là như vậy. Một vài cá nhân, một vài tổ chức vì một tí lợi nhuận của nó mà đã hãm hại rất nhiều. Họ đã quảng cáo sai sự thật, họ đã không nói rõ cho mọi người biết cái độc lợi, cái hại trong những cái vấn đề đó là như thế nào. Đã khiến cho nhiều người đã mất ạt nè, mất này nọ nè, mất cả thời gian nè, mất cả tâm sức nè, mất cả cái tâm huyết về vấn đề con game này luôn nhé. Thì nói chung là thằng nào nó cũng sẽ bị lợi nhuận thôi. Mọi người cứ đôi khi cứ tin tưởng, đừng có tưởng tượng cái vấn đề là cái này là miễn phí. Thì hôm nay Sát cũng nói thẳng luôn, mọi người trên đời này là không có cái gì là miễn phí hết. Nếu mà thật sự cái nó là miễn phí nha, thì mọi người chính là khách hàng. Thì thời gian tới thì rảnh rỗi thì xíu quá mình sẽ biên soạn và mình sẽ làm những cái video tương tự như vậy, chi tiết nhất để phân tích về nó rõ những vấn đề đó nha. Dạo này mình không bận lắm. Mà yên chí thì mọi người yên chí thì mình sẽ để bình luận, chứ mình đéo khóa bình luận như một vài thành phần khác đâu. Ở bình thường vô game là mình cứ đi lòng vòng mình và côn trùng nè, rồi mình đi tìm mọi người nè. Rồi lâu lâu mình lại phải lê vào cái mắt trống đó mình nhặt thẻ, nhặt xong cái một phút là xong rồi. Sau đó mình lại đi chơi cái chục phút này mọi người nhé. Chứ mình không có early trong cái map đâu. Cái một phần nữa là căn bản đi để coi tụi nó quánh ghen như thế nào á. Giờ xong cái là mình cứ phải lê về ạc phụ mình nhặt tiếp á. À, hôm nay mình trả lời câu hỏi cho bạn này là có hỏi mình cái vấn đề về chia map và xin map nè. Thì bạn Nguyễn Hội này có hỏi mình là sao ạc game anh này, em tìm không ra vậy. Với anh cho em xin một map chống bình cam vinh đi. Với coi video anh chị chia map 2 ngày nay em đi đâu cũng gặp chia map. Thì thú thật cái tên của mình là Mr. Sát, nhưng có điều là hồi đó là có người lấy Mr. Sát rồi nên mình giờ là chữ L đó nha, sẽ là chữ Y Hoa nha. Đó là chữ Y Hoa đó. À, đó là tên mình lúc có cha mới ra nha. Còn cái thứ hai nữa là mắt trống thật sự đó là lúc mình thường treo về đêm xong đó. Tới sáng là mình cho map xong là mình đi chứ mình cũng không có ở. Thì một phần là quá đông, số lượng người xin map là quá đông, mình chỉ hướng dẫn mọi người cách treo thôi. Chứ còn nếu mà nói mà mình treo map xong rồi cho mọi người thì đúng thật không đủ đâu nha. Lúc đó mình phải nhà mình phải tầm 8 cái tiệm net thì may ra thôi, chứ 2 cái điện thoại của mình là chịu. À, mỗi lần sáng sớm mình đi làm, mình bước ra khỏi nhà mình xách theo cái điện thoại là xác định là không còn map nữa rồi mọi người nhé. Lúc đó là mình cũng thoát khỏi iCloud ra rồi. Chứ đồ map và ai gọi tới công việc này chắc chết luôn á. Và thì đang trong sự kiện và cái vấn đề treo map này đang hot, kể cả nó bán được map có tiền nên kể cả nó tạo account rồi để nó treo map cho mọi người nhé.
Siêu áp sắc 97 nè. Ờ, nhắc tới thằng Jack 97 này mới nhớ cái vụ Jack 97 tìm. Nó tìm cho mình mà mình phải ngồi kho kiểm tra lại bần thần một lúc đó mọi người. Ủa, trong lòng không vui mà buồn tùy rưỡi, nó đủ ai mướn mày vậy? Trời ơi, mang tiếng chết luôn á. Nói chung là mình cũng rất bận, ngày thì đi làm, đêm thì về buồn ngủ, sáng dậy là phải gắt đồ cho vợ. Ờ, xong rồi đưa con đi học, đưa cháu đi bơi rồi các kiểu đà điểu, nói chung là mình cũng không có thời gian mấy mọi người á. Tạm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đi cho mát, buồn ngủ á, đi cho mát thôi chứ. Bình thường vào cái khung giờ mình kêu mát thì mình đi kiếm người cho mát là cả một vấn đề luôn á mọi người. Là lúc bây giờ bạn bè, mình cũng ít bạn bè và cũng có ít người on vào giờ đó mọi người nhé. Khi qua bên này chắc thấy map là 5 người, hỏi nó có cái map không? Nó lấy xong rồi nó sỉ nhục mình mọi người. Ai chào cho đã thôi, cái là hỏi có gì không anh? Đi kiếm người cho map cái gì? Mừng tiền ấy, sắp nhá gì mà. Tại căn bản mình mà đi ngủ hay là mình off mình đi làm mà để cái map trống đó thì nó phí đó mọi người á. Thì nói chung là gặp ai thì mình cho đó thôi. Mà thú thật là cái số lượng có hạn ấy, mọi người nhiều khi hỏi xin là đúng thật mình có rảnh đâu mà cho. Còn hỏi mua thì cũng không rảnh đi mà bán nữa. Nghĩ sao rồi xài tiền triệu, tiền tỷ rồi mà giờ cứ kêu map 20 ngàn thì bao giờ gọi vốn được không biết. Thì vấn đề này là cho mọi người nhé, chứ có điều không có thì cho mượn, khi nào off thì trả thế thôi nhé. Mà off là khi nào lúc đó là ban đêm nha, còn ban ngày là cũng không nhận luôn, tại ban ngày là đi làm á. Mà có khi là mình off sau, mình đi ngủ sau, thì nó đi ngủ trước, thì nó quăng cho 2-3 cái map, ôm còn không hết được nổi đó mọi người nhé. Phải nhờ nó kêu hộ luôn cơ. Á, sau khi dắt nó qua bên map này xong, mới tịch cười nè, mới tới cái vấn đề tịch cười nè. Đậu quá, nó sỉ nhục, mình hơi bị sỉ nhục luôn. Nãy nó tưởng nói 20 thật, kêu Mai nó đi, nó không có tài khoản, Mai nó đi mua cạc, nó gửi cho. Giờ thiên hạ toàn gọi điện đòi nợ không á nhá. Mà đòi lần nó đòi vài chục triệu chứ lâu đòi vài chục ngàn đâu mà mua cạc chứ không biết. Mà cạc cũng có gọi điện cho ai đâu mà nạp, toàn là chủ nợ gọi không à. Sắp tới sao tới giờ rồi, chưa trả tiền cho em, chưa trả tiền cho anh vậy em, chưa trả tiền cho chị vậy. Sợ nó tưởng thật Mai, mình dặn nó Mai đừng có mua nhà, mua cũng chẳng có ai làm đâu, mất công lắm. Như đã có cái con nào đó nó tặng mình cái bó hoa 84 kim cương á, về sau phải mua cái cạc trả cho nó luôn á. Ai bắt đầu nó sỉ nhục mình. Một mình nó một cái mắt trống mà nó lôi cái con chó của nó ra, xong rồi nó cho đánh thơi. Đánh chứ không biết. Tại căn bản là con chó này nó còn chạy chậm hơn con người, nó đánh thơi cái gì không biết. Mà lụm thẻ thì biết rồi, thẻ nó lù trên mặt đất, cái màu nó vàng, nó xanh như vậy. Mà làm sao mà thực trạng không nhìn thấy được mà phải dùng đi. Cái con bé đâu biết. Thà giờ mình đi chạy kiếm trước còn nhanh hơn cả con bé nè. Mình chưa, con bé chưa tới là mình lụm xong rồi nè. Mà mát thì thẻ thì nó chỉ ra có mấy cái vị trí thôi, cứ tới được là xong mọi người nhé. À, cái vụ đánh thơi đó thật sự là mình thấy nó phí giống như cái bạn cùng nhà. Thật sự luôn, ra chức năng cho vui vậy thôi chứ mấy bữa chả ai đụng tới giờ. Tìm cách để bào kim cương mọi người, đánh thơi thôi để mình kiếm cho mình gọi nó cho mau đó. Vậy đi chó lại à, hơi đâu mà. Chó chưa tìm ra là sáp đã tìm ra rồi, mới tính ra sáp còn thính thường chó. Chứ nói mọi người cứ nói ừ kiếm mắp trống đi lụm thẻ này nọ, mình thấy như cái mắp trống, nhưng mắp trống giờ ít thẻ lắm mọi người nhé, thằng đáng nhiêu đó là ở trong map nó chát lắm, nên vì vậy nên mình lụm tí xíu cái là mình đi ra đây lụm một phút rồi đi ra thì đi chơi lòng vòng vậy thôi chứ hơi đâu mà nằm trong cái map. Người có không cần, người cần không có vậy thôi chứ tới lúc mọi người mua được map mọi người ôm thấy khổ. Con bé Kiều đó còn đỡ rồi, tới thằng Thông này mới thích cười nè. Mình kêu nó lấy mắp trống không, lấy mắt chấm không người thì thoát ra đây anh cho. Đù cửa nó thoát thật mọi người. Nó nghe nói là thoát ra cho, nó thoát kèm thật luôn. Làm mình đứng chân hững luôn. Thấy nó ọp rồi. Tới lúc mà nó thoát ra vô lại, xong rồi mình đang bên trong bình, nó qua xuất hiện chửi luôn. Ta tuyệt định, mình thật thà, mình cũng thật thà, nó vừa vừa phải phải thôi. Nghĩ sao thoát ra sao cho map được. Cái lúc đó là về chắc nó qua mắt chấm mọi người nha. Thì gì nó bằng nói mọi người đâu, để em tặng anh thẻ 5 sao. Đù cửa nó cái map tao còn cho mày chứ đưa cái thẻ 5 sao làm gì.
Chứ hôm bữa là mình cũng có nói rồi là sự kiện này mình sẽ không cho thẻ và nhận thẻ tặng thẻ ai hết nha. Vì vậy nên cái vấn đề bên cái nhận thẻ phim sao đó là mình sẽ không bao giờ mở cái chấm than đó lên. Nên tốt nhất là bạn nào đừng có bạn nào tặng thẻ cho mình hay bạn nào yêu cầu thẻ. Tại căn bản mình sẽ không mở cái phần đó lên đó mọi người nhé. Rồi giờ gần sáng này mọi người đang thấy cái gì không? Đó, con báo chúa nó là tới rồi đây. Đây chính là con báo chúa đây. Cho mọi người coi khung thời gian nè. Để em kéo xuống cho mọi người. Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ mấy rồi mọi người nhé. Ấy, được không? 6 giờ 44 phút. À, mình chuẩn bị đi làm rồi nè. Để bắt đầu qua gặp con báo chúa để cho mát nữa nè. Nói thì mình nói là mình nghi oan cho nó, nhưng thực sự là nhiều khi mình ghi là nó hẹn giờ rồi mọi người nhé. Cứ tới giờ là thấy con on nó xuất hiện nha. Đó, và hỏi lấy map không là mình thừa biết câu trả lời rồi. Có ạ. Có ạ. Chắc chắn luôn. Gà bên núi mình rành quá mà. Ha, công nhận, phải công nhận là tham thật nhé. Bữa đó lên clip tới cỡ đó rồi đó. Mà vẫn còn được dạng giờ, vẫn còn dám lấy đâu, phải không? Không sao đâu, mặt chắc cũng dày lắm rồi. Không sao hết đấy. Tại căn bản lỡ bêu thì cũng bêu rồi đúng không? Chớ chớ nói chắc nó cũng nhủ thầm trong lòng rồi. Giờ anh đéo cho em anh bỏ không cái map đó cũng vậy à. Anh thoát à, anh bỏ không cái map, phớt map đó cũng vậy à. Thôi thả cho em đi cho rồi. Vì vậy mình mới tele qua cloud, sau đó dắt nó qua đưa cho cái map rồi thoát. Thoát luôn à cloud mọi người nhé. Nhưng mọi người thấy trong vòng một đêm mà có cái map mà cho tới 3-4 người như vậy đó. Thì căn bản cũng thật là có nói có map vậy thôi, chứ nhặt một hồi là chán mọi người á. Mà mình thì chẳng mấy khi ở trong map á. Treo cho nó có chắc chắn là mình có map trống này, lâu lâu mình chạy hoàng cái là mình lượm vòng xong rồi mình đi đấy, chứ ở trong map này nhiều cái nó sao sao á, mà mình phải nể mấy người ở trong map lượm riết nếu mà không có bạn bè nói chuyện chắc thua chịu. Mà khi mình đi cho map mình đã gặp những cái thành phần như thế này mình đã nhức đầu mỏi cổ lắm rồi, mà mình phải nể mấy người bán map thật nha, kiểm tra rồi chết map rồi này nọ, thế mọi người thấy nó mệt mỏi nó phức tạp không? Như đây không là thế ra mệt mỏi này, gặp thằng Thông hay con Kiều hay con báo chúa thì thôi đúng thiệt. Quần ngồi là no luôn á. Chết đi, chết là trả 20. Nhắc tới tiền cái là chị thôi thôi, nghỉ chơi luôn. Nghỉ luôn. Ô chị, thật khột lắm. Còn mình còn dặn mình qua khu vi dưỡng nha. Tại bằng nãy mình đi qua đấy là bên đấy là có người rồi. Qua đấy mà họ biết họ đi qua lại là lúc đó là nát thôi à, sau đó cứ giữ ấy. Giờ thoát là mất mất mát đó. Thì mới đi lòng vòng hôm qua là mình gặp thằng quỷ cà rồng nha. Hai anh xin chụp ảnh tức cười lắm. Để mình nói nghe xin chụp ảnh. Chả ai giống mình đó. Chụp ảnh xong có lưu mẹ đâu, chụp làm nhiên quý. Hết một nhanh tay cáp được với màn hình này. Chứ không thôi là cụ không có ảnh. Không phải giờ. Đúng thật, đúng là sát rồi. Rồi sau cắt lại trong cái vấn đề. Cái này là mình cắt là từ video mà tiếp. Cái kia mình đâu có lưu đâu. Và đó là cách thức mình thu thập thẻ khi có mắt trống. Tại căn bản mình cũng không ở trong map nha. Mình cứ tele qua lượm vòng xong mình đi mất hút là mình đi chơi và côn trùng. Mình đi team này nọ, đi coi họ quánh game này, đi hóng drama vậy thôi chứ. Mình không ở trong map suốt mọi người nha. Và đó là những cái nỗi khổ khi mình cho map đó. Mọi người thấy vất vả mệt mỏi không? Chứ đâu phải đơn giản đó. Qua phải hỏi ý kiến thì nó có lấy hay không nữa chứ. Chứ bình thường gọi qua nó kêu anh gọi em qua làm gì, cái chữ mình banh xác vào đúng không? Thôi thì những video sau mình sẽ làm nội dung về vấn đề về nội dung phone game này nha. Thì mình sẽ nói chung về vấn đề tên nè, tuổi nè, ID nè, bảo mật nè, và cái vấn đề khác luôn mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video khác về vấn đề khác mọi người nha. Mình là Mr. Sát, mình chơi game chủ yếu kể chuyện đó. Game chỉ là phụ.